Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi ngày hôm nay thì Vũ Duy Auto lại tiếp tục giới thiệu quý vị những xe mà đang có mặt tại cửa hàng. Rất nhiều xe luôn và rất nhiều xe cho quý vị và các bạn lựa chọn ở chợ ô tô Quan Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Những ai quan tâm cứ alo cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869 158 926. Vũ Duy Auto rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Rất nhiều mẫu xe luôn nhé quý vị và các bạn nhé. Và rất nhiều mẫu xe đã được đưa về đây. Có những xe thì rất là chi tiết, báo giá cho mọi người rồi và quay chi tiết rồi. Có những chiếc xe chưa. Đây là những ai quan tâm thì cứ alo cho Vũ Duy Auto. Sau đó thì Vũ Duy Auto sẽ đưa đường link chi tiết cho quý vị các bạn để quý vị các bạn cùng xem. Vâng, những chiếc xe đẹp luôn. Vũ Duy Auto sẽ đi lần lượt từng chiếc xe một để cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Đầu tiên là chiếc xe này đi. Vâng, Kia Carens sản xuất năm 2008 phiên bản máy xăng 1.0 1.6 ạ. Vâng, xin lỗi. Con này sử dụng số sàn 7 chỗ ngồi. Một chiếc xe đẹp, một chiếc xe giá rất là rẻ, chỉ khoảng 245 triệu đồng một chiếc xe 7 chỗ. Bản đủ vâng. Vành la răng 5 chấu theo hãng Kia, phanh ABS an toàn trên cả 4 bánh, phanh đĩa. Rất là ok luôn. Một chiếc xe đẹp, nội thất thì cũng rất là rộng rãi, rất là đẹp luôn. Một mẫu xe giá rẻ, rất là tuyệt vời. Mà giá chỉ có tầm 245 triệu đồng thôi. Con xe này thì cũng đã đi được 11 vạn cây rồi. Những ai quan tâm cứ alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869 để được cảm nhận. Và chiếc xe đẹp, keo chỉ nguyên zin, tapi các thứ không quan đục. Và rất là đẹp luôn. Một chiếc xe ok. Và tiếp theo, một chiếc xe mà chắc chắn là những ai mà bảo là dòng chỉ taxi dịch vụ thì xin suy nghĩ lại. Một chiếc xe zin chính chủ, một chủ zin từ đầu khẳng định chất lượng luôn. Một con xe Toyota Innova 2006 phiên bản máy xăng 2.0 sử dụng hộp số sàn và chở được 8 người, biển số 16L2678. Một chiếc xe rất là đẹp, màu bạc rất là bắt mắt luôn. Vâng, một chiếc xe cũng đã theo thời gian nhưng tất cả các chi tiết chạy rất là ok. Chiếc xe thì máy móc thì đầm chắc, hoạt động thì ổn định. Vành la răng 5 chấu nguyên bản theo xe, phanh đĩa cái đấy, phanh ABS trên hai bánh trước và phanh sau rất là an toàn. Lốp thì vẫn còn đẹp và nội thất với da trần nỉ thì cực kỳ ok. Vũ Duy Auto cũng đã đưa chi tiết về chiếc xe này rồi. Nên những ai quan tâm cứ alo cho Vũ Duy Auto để lấy đường link. Và một chiếc xe đẹp luôn ạ. Link Zalo của Vũ Duy Auto cũng là số điện thoại luôn nhé. Nên quý vị các bạn nào muốn xem thì cứ kết bạn Zalo và Vũ Duy Auto sẽ gửi báo giá chi tiết cho mọi người. Một chiếc xe đẹp. Vâng, chiếc xe này giá thì hơi chai, chỉ 279 triệu đồng thôi. Nhưng mà máy móc chất gầm bệ chắc nịch, xe thì cực kỳ đẹp và không phải nghĩ ngợi luôn. Và có cả giá nóc, đuôi vây cá, rất là tuyệt vời. Xe thì chủ nhân rất là giữ gìn, chỉ loanh quanh để đấy thôi. Và xe thì cũng đi được có hơn 10 vạn thôi ạ, rất là ok. Vâng, tiếp theo đây, một chiếc xe giá rẻ chỉ bằng nửa cái xe vừa nãy thôi. Nhưng mà cũng rất là hầm hố. Một chiếc xe thương hiệu Mỹ, đó là Ford Escape sản xuất năm 2002 phiên bản máy xăng số sàn 3.0. Một chiếc xe sử dụng hộp số tự động trên tay, gảy tay trên vô lăng. Số ghế là 5 và con này thì hai cầu chủ động điện luôn nhé quý vị nhé. Biển số Hải Phòng 15A08765. Một chiếc xe mà giá chỉ có 133 triệu đồng thôi. Một chiếc xe tầm cao SUV đời kỳ thời kỳ đầu luôn ạ. Vâng, rất là đẹp. Màu đồng đen rất là bắt mắt. Vâng, rất là ok. Những ai quan tâm cứ alo cho em. Vâng. Vâng, tiếp theo đây, đó là một chiếc xe Mitsubishi thương hiệu đến từ Nhật, Ringer, sản xuất năm 2008 phiên bản máy xăng 2.4, sử dụng hộp số sàn 5 gấp, số 8 ghế. Và con này thì nhập khẩu nguyên chiếc, full option, xe đẹp, không gian nội thất thì cực kỳ rộng rãi. Con này thì gầm cao thoáng máy, trần cũng rất là cao, không gian rộng rãi và biển số 30F28847. Một chiếc xe đẹp mà giá thì cực kỳ rẻ, chỉ 235 triệu đồng thôi. Máy móc thì đầm chắc, hoạt động ổn định, ghế da màu nâu, rất là rộng rãi luôn ạ. Vâng, một chiếc xe ok. Vâng, những ai ưa thương hiệu nồi đồng cuối đá thì lại tiếp tục đây. Có một chiếc xe rất là đẹp luôn, một chiếc xe Toyota Innova bản E-Sin sản xuất năm 2003 phiên bản máy xăng 2.0,
một chiếc xe sử dụng hộp số sàn 8 chỗ ngồi, số sàn 5 cấp nhé quý vị nhé. Một con xe mà nội thất ngoại thất thì cực kỳ đẹp, không có gì phải nghĩ ngợi. Còn chiếc xe này thì bên em đã rút hồ sơ rồi, nên là việc mọi người chỉ về là sang tên đổi biển thôi, rất là nhanh gọn, không phải nghĩ ngợi gì luôn. Mà giá thì cực kỳ rẻ, chỉ có 363 triệu đồng thôi. Một chiếc xe Toyota Vios bản ESG xịn luôn. Vâng, mức giá ở bên em thì cũng rất là mềm rồi, thế nên là quý vị các bạn có thể tham khảo bất kỳ nơi đâu. Nếu mà giá rẻ hơn thì mọi người hãy xem về chất lượng của những chiếc xe đó. Vâng, tiếp theo đây đó là mẫu Toyota Fortune, bên em chuyên dùng để đi công vụ. Một chiếc xe rất là đẹp, một chiếc xe sản xuất 2013, lăn bánh 2014. Một chiếc xe mà form dáng thì cực kỳ thể thao, cực kỳ bắt mắt. Một chiếc UV đầu của thời kỳ đầu. Chiếc xe này thì chạy thì rất là đầm chắc, biển số 15A55408, màu vàng đen thì rất là bắt mắt, màu vàng thì nổi trội luôn. Và chiếc xe này thì ở Vũ Duy Auto bán với giá là hơn 500 triệu đồng một tí. Những ai quan tâm thì cứ alo cho em sẽ báo giá chuẩn chính xác cho mọi người quý vị các bạn. Một chiếc xe được lên form rất là nhiều luôn, rất là đẹp. Và bên cạnh đây một mẫu xe nồi đồng cối đá của Toyota những năm 2004-2005, Toyota Jay, một chiếc xe 7 chỗ ngồi cực kỳ tiện dụng, cực kỳ tuyệt vời. Máy móc đầm chắc, hoạt động ổn định, xe côn số ngọt ngào, êm du luôn. Và chiếc xe này thì cũng đã theo chủ về rồi, bây giờ chỉ có rút biển, rút hồ sơ và bên em thì đợi ngày đăng ký bấm biển cho khách thôi. Vâng, rất là đẹp luôn, Toyota Jay ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tiếp theo đây đó là chiếc Kia Morning 2017 phiên bản máy xăng 1.0 ạ. Vâng, và chiếc xe 5 chỗ nhỏ gọn nhất trong các làng xe, một chiếc xe hatchback cực kỳ nhỏ gọn mà đề nổ tát tốp số thì rích rắc luôn, hộp số tự động. Vâng, con này chạy máy eco, ngoại thất màu trắng rất là bắt mắt, rất là sang trọng, lịch lãm, quý phái. Và nội thất màu đen kết hợp đỏ thì rất là thời thượng, phong cách thể thao. Hạn đăng kiểm tháng 11 năm 2020 và chiếc xe chỉ có 255 triệu đồng thôi. Vâng. Vâng, tiếp theo đây đó là một mẫu xe được mệnh danh là phi thuyền mặt đất, một chiếc xe sản xuất năm 2005, lăn bánh năm 2006, 7 ghế ngồi, một chiếc xe số tự động. Và chiếc xe này thì sử dụng máy xăng 2.4 cực kỳ khỏe luôn. Một chiếc xe đẹp, xi nhan kết hợp trên tay gương, màu tím thủy chung bắt mắt, vành la răng 5 chấu nguyên bản theo xe, hãng Mitsubishi, đến từ Nhật Bản luôn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Một chiếc xe mà giá chỉ có 262 triệu đồng thôi, rất là rẻ. Biển số 15A017191 luôn ạ. Rất là đẹp, rất là rẻ, quá tuyệt vời luôn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh đây đó là một mẫu xe cũng rất là được ưa chuộng những cái thời kỳ năm 2000 đến 2010. Đó là mẫu Deogentra sản xuất năm Deogentra sản xuất năm 2011. Con này thì gia đình chính chủ luôn, riêng cả xe, máy móc thì hoạt động đầm chắc. Con này máy 1.6, mức tiêu thụ nhiên liệu thì rất là tiết kiệm luôn. Giá thì chỉ có 183 triệu đồng thôi. Rất là rẻ, rất là đẹp. Và biển số 43-22852, rất là ok. Ngoại quan màu trắng thì cực kỳ bắt mắt. Và nội thất thì cũng rất là đẹp, nội thất ghế da trần thì tuyệt vời. Con này thì gắn sẵn cả camera hành trình luôn ạ, rất là đẹp. Và tiếp theo đây đó là một mẫu xe nồi đồng cối đá, một chiếc xe cũng rất là nhỏ gọn, một mẫu xe thương hiệu đến từ Nhật ở Hàn Quốc và nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đó là Hyundai Getz sản xuất năm 2009. Con này sử dụng máy xăng 1.1, hộp số sàn 5 cấp, chở được 5 người. Máy gầm thì rất là chất, biển số 89A01858. Con này đã được độ chế đèn gầm rồi nên là đi rất là sáng và tiện lợi luôn. Một chiếc xe bền bỉ với thời gian, máy móc thì hoạt động cực kỳ đầm chắc, ổn định. Những ai mà ưa những mẫu xe mà êm, đầm chắc thì hãy sử dụng chiếc xe này. Những chiếc xe nhỏ gọn. Vâng, rất là tiện dụng, máy rất là khỏe, hộp số sàn 5 cấp. Vâng, tiếp theo đây đó là mẫu Toyota Innova bản G-Sit 2012. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn, ngoại quan rất là bắt mắt, biển số 43-128-52-25. Một chiếc xe rất là đẹp, về đến cửa hàng em. Vậy những ai quan tâm thì cứ alo cho em, mẫu xe 8 ghế này sẽ trở thành của quý vị các bạn. Vâng, rất là đẹp luôn, một chiếc xe màu bạc rất là bắt mắt.
Phanh đĩa, phanh đúc và con này được độ chế rất là nhiều luôn. Phanh ABS an toàn kết hợp trên cả bốn bánh ạ. Vâng, tiếp theo đây, đó là mẫu Hyundai i10, biển số 14A14935. Một chiếc xe rất là đẹp, sản xuất năm 2014, phiên bản máy xăng 1.0. Con xe này thì ngoại thất màu bạc rất là bắt mắt, vành đúc nguyên bản theo xe. Nội thất ghế da màu nâu rất là hợp ạ. Vâng, rất là thời thượng, rất là phong cách. Một chiếc xe tháng 12 sử dụng. Vâng, một chiếc xe đẹp và rất rẻ luôn ạ quý vị ạ. Vâng, chỉ có 238 triệu đồng thôi, một chiếc Hyundai i10 2014 ạ. Rất là đẹp và máy thì cực kỳ bền bỉ, đầm chắc luôn. Biển 14A14935. Và tiếp theo đây, đó là một mẫu xe cũng mới nhập về cửa hàng, một chiếc xe giá rẻ, thương hiệu đến từ Hàn Quốc, đó là Daewoo Gencha, sản xuất năm 2009, phiên bản máy xăng 1.6, hộp số sàn 5 cấp, có 5 ghế ngồi, một chiếc xe máy móc hoạt động đầm chắc, ổn định, vành la răng nguyên bản theo xe, biển số 19A19393. Không gian nội thất thì cũng rất là rộng rãi, tuyệt vời. Và giá thì cực kỳ rẻ, chỉ 159 triệu đồng thôi. Và hạn đăng kiểm 19 tháng 3 năm 2021 ạ. Một chiếc xe rất là đẹp. Vâng, tiếp theo đây, đó là một mẫu Kia Morning, màu xám lông chuột, biển 15A51419. Một chiếc xe sử dụng vành đúc, đã được độ chế 5 chấu theo xe, xi nhan kết hợp trên tay gương, gương kính cụp xe. Con này thì con này thì là 2011 nhưng mà lại lăn bánh năm 2014 cơ. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động dích chắc luôn. Con này thì giá chỉ còn 305 triệu đồng thôi. Một chiếc xe màu bạc đẹp, màu lông chuột rất là đẹp luôn. Những ai quan tâm mẫu xe này thì cứ alo cho em sẽ chi tiết cho mọi người và tiện thể em chi tiết luôn ở bên trong. Con này thì sử dụng phanh đĩa trên hai bánh trước và phanh tăng chống đằng sau. Chìa khóa em để trong nhà rồi. Thôi, giới thiệu thế. Bây giờ em sẽ làm video chi tiết này con này cho quý vị các bạn nhé. Vâng, tiếp theo đây, một mẫu sedan hạng D. Vâng, một chiếc xe được rất là ưa chuộng, một chiếc xe rất là bền bỉ với thời gian, tiết kiệm nhiên liệu. Một chiếc xe phân khúc hạng D, một chiếc xe Toyota Honda Accord, sản xuất năm 2007, phiên bản máy xăng 2.4, số tự động luôn quý vị nhá. Vâng, còn chiếc xe này sử dụng cả cửa sổ trời, xi nhan kết hợp trên tay gương, gương kính cụp xòe màu bạc rất là bắt mắt. Vành la răng của chiếc xe là 7 chấu nguyên bản theo xe. Vâng, con này thì body theo phong cách của Accord Racing rồi, rất là đẹp luôn. Đây mọi người có thể nhìn tem xe sang rất là phong cách. Một chiếc xe đẹp, nội thất thì màu đen chì đỏ rất là ok, rất là bắt mắt luôn, rất là tuyệt vời. Những ai quan tâm đến mẫu xe này thì cứ alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Con này thì giá chỉ có 375 triệu đồng thôi nhé. Vâng, bọn em bây giờ bán chiếc xe cắt lỗ thôi ạ. Vâng, đây là một chiếc xe rất là đẹp nhưng mà nó cũng rất là kén chủ. Một chủ là cũng phải phong cách thanh niên ạ. Chứ còn những người trung tính thì những chiếc xe này thì gọi là quá thanh niên rồi. Nên là những ai quan tâm thì mời những thanh niên dân chơi kiểm tra, xem xe và trải nghiệm. Máy móc thì hoạt động cực kỳ chắc. Máy con này đặc biệt là có tiếng bô thì rất là đặc biệt luôn ạ. Vâng. Tiếp theo đây, đó là mẫu xe nồi đồng cối đá, một chiếc xe thương hiệu đến từ Nhật, Toyota Vios bản E xịn, sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 1.5, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, mức tiên liệu tiêu thụ từ 5 đến 7 lít trên 100 cây. Con này sử dụng hộp số sàn 5 cấp và có 5 ghế ngồi. Nội ngoại thất thì đẹp, biển 17A15713, zin chính chủ luôn và chủ mã đầy đủ, giấy tờ đầy đủ luôn. Phanh đĩa trên cả bốn bánh luôn và phanh đĩa rất là an toàn. Nội thất ghế da trần nỉ thì rất là tuyệt vời luôn. Và ghế da thì cũng đã được bọc chế rất là nhiều. Và bên cạnh đây là em Honda Acura. Em này thì đã đang đợi biển chuyển hồ sơ từ trong miền trong ra đây để đổi biển cho khách hàng. Và cũng để đây để cho nó gọn ạ. Dạ vâng, một chiếc xe thời thượng những năm 1995 ạ, rất là tuyệt vời. Vâng, tiếp theo đây, tại chợ ô tô Quan Toan, đó là một chiếc xe biển số 99A32524. Vâng, Nissan Grand Livina, sản xuất năm 2011, phiên bản máy xăng 1.8. Chiếc xe này sử dụng hộp số sàn 5 cấp, 7 ghế ngồi và nội thất thì cực kỳ đẹp.
Con này màu đen thì rất là bắt mắt, vành đúc nguyên bản 6 chấu theo xe, phanh đĩa kết hợp an toàn, đèn gầm độ chế phong cách bi xe lông rất là sáng bóng, máy móc thì hoạt động đâm chắc ổn định. Ghế con này để 7 chỗ ngồi, không gian nội thất cũng rất là rộng rãi, rất là trường xe. Một chiếc xe có giá nóc ở trên rất là đẹp luôn quý vị ạ. Vâng, giá nóc chủ nhân cũ bảo tí nữa thì độ thêm vây cá nữa, nhưng thôi bán đi để mua một con dòng cao hơn, đó là con Santa Fe. Chủ nhân cũng rất là lắm tiền để lại, chiếc xe thì cũng rất là đẹp. Mọi người có thể, những ai quan tâm cứ alo cho em. Vâng, chiếc xe thì cũng rất là đẹp luôn. Vâng, bên cạnh đây một chiếc xe phân khúc hạng D, một chiếc xe rất là đẹp, đã nằm ở cửa hàng em, biển 98A09249, một chiếc xe Nissan Terna, vâng, mẫu sedan hạng D rất là tuyệt vời, sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 2.0. Con này sử dụng hộp số tự động và 5 ghế ngồi ạ. Con này nhập khẩu nguyên chiếc nhá, full option, bản full luôn, 3 màn hình, cực kỳ đẹp, xe cũng rất là đẹp, xi nhan kết hợp trên tay gương. Vành la răng của chiếc xe và làm vành la răng 10 chấu theo xe, logo Nissan Terna rất là tuyệt vời, máy móc thì hoạt động đầm chắc ổn định, ghế da trần nỉ thì cực kỳ êm, ghế ôm sát người luôn, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn, một chiếc xe quá là ok ạ. Và không có gì phải suy nghĩ một chiếc xe như thế này cả, biển số cũng rất là đẹp. Con này thì bên em bây giờ chào giá chỉ 393 triệu đồng thôi, rất là rẻ, rất là ok luôn ạ. Và chỉ 393 triệu đồng thôi nhé. Và tiếp theo đây đó là mẫu Mercedes C200 bản Gran Compressor, vâng, sản xuất năm 2007, phiên bản máy xăng 1.8, sử dụng hộp số tự động. Con này thì 5 ghế ngồi, một chiếc xe phân khúc hạng D, giá thì cực kỳ rẻ, chỉ có 379 triệu đồng thôi, xe thì đẹp xuất sắc. Những ai đến xem xe cảm nhận thì mới biết được độ đẹp của xe như thế nào. Vành la răng 5 chấu nguyên bản theo xe, phanh đĩa kết hợp trên cả 4 bánh, phanh ABS an toàn, hệ thống cân bằng ổn định, định vị. Và con này thì có đèn bi xe lông chế độ chế rồi, rất là đẹp luôn, nguyên bản ạ. Vành tất cả các chi tiết thì nguyên bản theo xe, con này là bản full option. Vâng, những ai mà hiểu những cái dòng xe mẹc như thế này thì mới biết đâu là xe chất. Vâng, xi nhan kết hợp trên tay gương là giải đèn led, còn nội thất bên trong thì rất là đẹp. Và mọi người nhìn này, cái phần tắp đi trên nó bằng màu bạc đấy, chính đấy là bản full option. Trên tay nắm rất là đẹp, một chiếc xe thời thượng, một chiếc xe rất là tuyệt vời. Vâng, vâng, tiếp theo đây đó là một mẫu Deulacetti nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2010. Con này nội ngoại thất thì rất là đẹp, vành la răng đa chấu nguyên bản theo xe, biển 14A31712, một chiếc xe đẹp, một chiếc xe phong cách thời thượng luôn, hoạt động thì đầm chắc ổn định, mẫu mã form dáng thì cực kỳ đẹp, một mẫu sedan phân khúc hạng D, vâng, rất là đẹp luôn, rất là hầm hố, mà giá thì chỉ có hơn 200 triệu đồng một tí thôi ạ. Hơn 200 triệu đồng nhá quý vị nhá, rất là đẹp, rất là rẻ luôn ạ. Vâng, những ai quan tâm cứ alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Vâng, thưa quý vị các bạn, tiếp theo đây đó là một mẫu xe màu bạc bắt mắt, một mẫu SUV năm 2008. Con này thì màu rất là đẹp, xi nhan kết hợp trên tay gương, đèn bi xe lông sáng bóng, những cái chi tiết rất là thời thượng, rất là phong cách. Con này biển 82A02801. Vâng, một chiếc xe đẹp, một chiếc xe giá chỉ có hơn 230 triệu đồng thôi, rất là rẻ luôn, một chiếc xe số sàn tuyệt vời. Và những ai quan tâm cứ alo cho em, sẽ có báo giá chi tiết cho mọi người. Và tiếp theo đây đó là mẫu Chevrolet Vivan, một mẫu xe 7 chỗ ngồi cực kỳ nhỏ gọn, cực kỳ rẻ, rẻ nhất trong các dòng 7 chỗ, nhưng mà chất lượng thì chất lượng Mỹ luôn. Vâng, sử dụng hộp số tự động, con này thì đã rút biển sang hồ sơ rồi, máy 2.0, mức tiêu thụ nhiên liệu từ 7 đến 9 lít trên 100 cây. Con này thì chỉ có 192 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ 192 triệu đồng thôi nhá quý vị nhá. Vành đúc 8 chấu nguyên bản theo xe ạ. Vâng, bên này là một con Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc 2016, phiên bản máy xăng 1.5, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, một chiếc xe hạn đăng kiểm đến tháng 2/12/2020. Một chiếc xe mà phong cách thể thao Rio Sport. Vâng, đèn halogen thì cực kỳ sáng bóng, đèn bi gầm thì cực kỳ sang trọng lịch lãm,
và rất là sáng. Vành la răng 8 chấu nguyên bản theo xe, phanh đĩa kết hợp trên 4 bánh, phanh ABS an toàn. Một chiếc xe mà giá chỉ có 355 triệu đồng thôi. Nhưng ai quan tâm cứ alo cho em cả số điện thoại đó, thì em sẽ báo giá chi tiết cho mọi người. Một chiếc xe đẹp, nội ngoại thất thì tuyệt vời. Ngoại thất màu bạc và nội thất màu cà phê sữa rất là đẹp luôn. Vâng, đế da trần nỉ vẫn còn rất là mới, ở 2016 quý vị ạ. Vâng. Vâng, tiếp theo đây, đó là một mẫu Hyundai i10. Sản xuất đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2015, sản xuất năm 2016, tư nhân chính chủ, một chủ zin từ đầu luôn. Một mẫu xe màu trắng ngọc trinh rất là bắt mắt, vành la răng 8 chấu nguyên bản tháo xe. Vâng, phanh đĩa kết hợp an toàn trên cả 4 bánh, biển 79A06637. Một chiếc xe mà có cả đèn nổ táp tốp, túi khí vâng, an toàn. Một chiếc xe mà giá chỉ có 268 triệu đồng thôi. Một chiếc xe cũng rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Vâng, tiếp theo đây, đó là mẫu Kia Morning màu hồng bắt mắt. Hôm qua thì em làm video chi tiết cho chiếc xe này rồi, biển 17A125282. Một chiếc xe cũng rất là ok, ai nghịch nghệ đã đấy không biết. Vâng, con này sử dụng máy xăng 1.25, 5 ghế ngồi. Con này thì là bạc thiếu, la răng nguyên bản theo xe, phanh ABS an toàn. Con này chỉ có 235 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ có 235 triệu đồng chiếc xe này thôi, rất là rẻ luôn. Vâng. Tiếp theo đây, một mẫu Toyota Innova bản 2007, lăn bánh 2010, form dáng 2010, bản gà xịn luôn nha quý vị nhé. Sử dụng máy xăng số sàn 2.0, một chiếc xe 8 chỗ ngồi cực kỳ tuyệt vời. Ngoại quan thì cũng rất là sạch sẽ, nội thất thì đẹp và giá thì cực kỳ rẻ. Con này thì cũng chỉ có hơn 200 triệu thôi. Nhưng ai quan tâm cứ alo cho em, sẽ có báo giá chi tiết chiếc xe này cho mọi người. Tiếp theo đây, đó là mẫu Kia Cerato nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2009, phiên bản máy xăng 1.6. Con này sử dụng hộp số xăng đấy, rất là đẹp luôn nhé quý vị nhá, sử dụng hộp số tự động ạ. Vâng, xi nhan kết hợp trên tay gương, gương kính cụp xòe, đèn vuông rất là bắt mắt. Vành la răng 10 chấu nguyên bản theo xe. Vâng, lốp tỷ lệ 50, đi rất là đầm chắc và phong cách thì cực kỳ thể thao. Nội ngoại thất thì tuyệt vời, trong không gian thì cũng rất là rộng rãi. Nếu ai quan tâm mẫu xe cứ alo cho em và số điện thoại Fuji Auto 0869158926. Đây, nội thất thì rất là rộng rãi, đẹp đẽ luôn. Vô lăng thì có tích hợp rất là nhiều chức năng, rất là tuyệt vời. Và một chiếc xe đẹp mà giá chỉ có 325 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ có 325 triệu đồng thôi như quý vị nhá, rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo đây, đó là mẫu Kia Morning 2011 và máy 1.0. Con này sử dụng hộp số tự động, xi nhan kết hợp trên tay gương, gương kính cụp xòe, vành la răng 5 chấu nguyên bản tháo xe, phanh đĩa kết hợp phanh ABS an toàn. Vâng, đèn rất là sáng, biển số 36A05326. Một chiếc xe giá chỉ có 305 triệu đồng thôi, rất là rẻ, rất là đẹp. Vâng. Tiếp theo đây, một chiếc xe thương hiệu nội đồng cối đá, một chiếc xe 8 chỗ ngồi Toyota Innova bản gà xịn 2010. Con này sử dụng máy xăng 2.0, số sàn 8 chỗ ngồi. Con này thì chỉ có 310 triệu đồng thôi. Vâng. Hạn đăng kiểm đến tháng 2 năm 2021, phanh đĩa ABS an toàn, kết hợp trên cả 4 bánh rất là an toàn. Con này thì cũng đã được độ chế cái đèn gầm rất là sáng, rất là ok luôn. Nếu ai quan tâm cứ alo cho em sẽ đưa báo giá video chi tiết cho mọi người những chiếc xe này. Và tiếp theo đây, đó là mẫu Hyundai Getz sản xuất năm 2011, phiên bản máy xăng 1.1. Con này sử dụng hộp số sàn 5 cấp, 5 chỗ ngồi. Con này thì không taxi, không dịch vụ, màu tím than rất là bắt mắt và giá thì cực kỳ rẻ, chỉ 199 triệu đồng thôi. Biển số 19A07464 ạ. Vâng, rất là đẹp, rất là rẻ luôn. Vâng. Tiếp theo đây là một chiếc Hyundai i20 sản xuất năm 2011, phiên bản máy xăng 1.6, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng hộp số tự động. Một chiếc xe quá là đẹp, ngoại quan thì cực kỳ bắt mắt. Và chiếc xe này giá thì cũng chỉ có hơn 200 triệu đồng, có cả cửa sổ trời, đèn nổ táp tốp, phanh đĩa an toàn trên hai bánh trước, phanh tăng chống đằng sau rất là ok, rất là an toàn. Một chiếc xe đẹp.
Một bây giờ là đây, một chiếc xe thương hiệu Mỹ nhập khẩu nguyên chiếc, nó là Chevrolet Cruze bản LTZ, một bản đủ luôn. Ngoại quan rất là bắt mắt, màu bạc rất bắt mắt, xi nhan kết hợp trên tay gương, gương kính cụp xe và vành la răng 10 chấu nguyên bản thân xe, phanh đĩa chiếc kết hợp trên cả bốn bánh an toàn, lốp rất là mới và lốp rất là mới, chạy rất là đầm chắc. Một chiếc xe ngoại quan thì rất là tuyệt vời và giá thì cực kỳ rẻ, và chỉ có 375 triệu đồng một chiếc xe này thôi, rất là ok luôn. Nội thất thì cực kỳ tuyệt vời luôn ạ. Và đây, một chiếc xe mới nhập về cửa hàng, hôm qua em mới lấy về xong. BMW 325i, một chiếc xe biển số 30A3736, hôm qua cũng mới đi về. Một chiếc xe rất là đẹp, ngoại quan rất là bắt mắt. Và chiếc xe này thì hôm qua bên em cũng đã test thử trên đường rồi, máy móc phải hoạt động cực kỳ đầm chắc, tay vô lăng chắc chắn cực kỳ luôn, lốp Michelin bám đường cực kỳ tốt, phanh đĩa an toàn trên cả bốn bánh. Một chiếc xe rất là ok, ngoại quan thì rất là bắt mắt, rất là sạch sẽ mới mẻ. Chiếc xe này hạn đăng kiểm đến tháng 7 năm 2020 và mới lăn bánh có 13 vạn. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Nội ngoại thất thì tuyệt vời, nội thất ôm ghế da qua ghế nhớ luôn nhé quý vị nhé. Điều hòa auto, gương kính chỉnh điện, tất cả các chức năng được kết hợp một chiếc xe phong cách thể thao rất là tuyệt vời và rất là tuyệt vời luôn. Và bên này thì có một mẫu Kia Forte. Vâng, chiếc xe này thì bên em cũng đã bán rồi nên là cũng giới thiệu qua cho mọi người thôi. Bây giờ là chỉ có việc đi đăng ký sang tên đổi biển thôi ạ. Vâng, đây là tất cả những chiếc xe mà đang có mặt tại cửa hàng em. Vậy những ai quan tâm với mẫu xe nào thì cứ alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Em rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Vâng, đây, bên ngoài ngoài mặt tiền em còn mấy chiếc xe nữa cơ. Để em giới thiệu luôn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước mặt quý vị và các bạn đó là chiếc Mercedes C200 bản Crown Vitara. Bản con này thì cũng bản thiếu, không đẹp bằng con vừa nãy, nhưng mà một chiếc xe này thì giá lại cực kỳ rẻ. Con này lăn bánh năm 2003, vâng, biển số 29A92787. Vâng, chiếc xe cũng đã được rất nhiều chi tiết mới ạ. Một chiếc xe rất là đẹp, hạn đăng kiểm đến tháng 6 năm 2020. Chiếc xe này giá thì cũng rất là rẻ, chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi, chính xác là 170 triệu đồng. Và những ai quan tâm mẫu xe cứ alo cho em sẽ báo giá chi tiết chiếc xe này. Con này mới về nên em chưa quay chi tiết, nhưng có gì em sẽ báo giá sau. Và tiếp theo đây, một mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc nhập khẩu nguyên chiếc, Lacetti, một chiếc xe rất là đẹp, biển số 30A78124, con này zin chính chủ luôn nhé. Hạn đăng kiểm tháng 6 năm 2020, nội ngoại thất thì rất là đẹp. Con này thì em đảm bảo quý vị, máy móc hoạt động đầm chắc ổn định, hộp số sàn 5 cấp, chạy cực kỳ êm, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Những ai quan tâm đến mẫu xe mà cần sự bền bỉ, rộng rãi không gian của một mẫu xe hạng D thì đây chính là câu trả lời. Em khẳng định luôn chiếc xe này cực kỳ tốt, cực kỳ đẹp luôn ạ. Vâng. Thì có điều là nó không theo thời gian, phong cách thời gian, gọi là theo mốt thôi ạ. Và còn đâu thì chạy thì cực kỳ tuyệt vời luôn, một mẫu xe đạn D nhưng bề ngoài rất là đẹp. Những ai quan tâm cứ đến cửa hàng em kiểm nghiệm chiếc xe thì sẽ hiểu ạ. Và vừa rồi thì em cũng đã báo giá chi tiết tất cả những chiếc xe ô tô ở chợ ô tô Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng, cơ sở Vũ Duy Auto. Vậy những ai quan tâm mẫu xe nào cứ alo cho em và số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Em sẽ báo giá chi tiết và sẽ là giới thiệu cho quý vị các bạn những chiếc xe mà tuyệt vời nhất. Vâng, Vũ Duy Auto hân hạnh được phục vụ quý vị các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn có một ngày làm việc hiệu quả, vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin chào.